Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Và đôi khi mình nói ở người trời nên sống thế nào thì người khác người ta nghe là mấy ông này lại kiêu ngạo cuồng tín rồi. Mình như thế này bảo mình là người trời. Nhưng đích thực Kinh Thánh gọi chúng ta là người trời thiệt anh chị em. Bằng chứng là trong Dân chương 1 câu 12 chép: nhưng hễ ai đã nhận Ngài thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh Ngài, là kẻ chẳng phải sanh bởi khí huyết hoặc bởi tình dục hoặc bởi ý người, nhưng sanh bởi Đức Chúa Trời vậy. Thế nếu chúng ta sanh ra bởi Đức Chúa Trời thì không phải là người trời sao anh chị em? Đúng không ạ? Chúng ta là người trời. Kể từ khi Adam Eva phạm tội thì tất cả những người sinh ra bởi Adam Eva và dòng dõi của ông đều là sinh bởi khí huyết, bởi tình dục hoặc bởi ý người. Không một người nào là sinh bởi ý trời. Anh chị em nghĩ đi, nó đúng vậy không ạ? Đúng vậy đó. Nhưng tôi vặn bàn cho em, là những người tin vào danh Chúa Giêsu thì chúng ta được sinh bởi Đức Chúa Trời. Và Kinh Thánh gọi chúng ta là người trời. Mà nói cho nó dễ hiểu hơn á, thì tôi vặn bàn cho em là những người thiêng liêng. Những người thiêng liêng. Nó khác. Nó khác về bản chất. Nó khác với tất cả mọi người khác trong thế giới này. Dù trong thế giới này một người có thể đạt được quyền lực, địa vị, tiền bạc, thành công, đúng không ạ? Nhưng mà về bản chất, nếu như họ vẫn chưa tin Chúa Giêsu, chưa tái sanh, thì họ vẫn là người đất chứ không phải người trời. Gọi vậy dễ hiểu không? Người dưới đất. Còn mình là tin Chúa Giêsu, người trời. Nó khác về bản chất. Vì vậy là anh chị em phải biết là chúng ta thuộc về trời. Chúng ta là người trời cho nên chúng ta phải có cách sống theo kiểu của trời. Cách nói chuyện theo kiểu của trời. Cách suy nghĩ theo kiểu của trời. Và hành động cũng phải tương xứng. Đây là chỗ mà tôi muốn bắt đầu cái bài giảng của mình. Tại vì đôi khi á, chúng ta sống trái với bản chất mình mà mình không biết. Vừa rồi tôi ở trên núi á, tôi có chú ý. Tôi có chú ý là có hôm cái con chó nó lọt vô, nó dí cái đàn gà bay hết xuống ao. Và tôi không nhìn thấy một con gà nào nó thoải mái khi nó ở dưới ao cả. Đúng không? Nó chỉ thoải mái khi nó đi trên cỏ, trên đất nó kiếm ăn thôi. Còn khi nó xuống nước là nó không thoải mái. Nhưng mà cái cô hàng xóm bên cạnh là cái nuôi mấy con vịt thì tôi lại để ý. Con vịt này nó lại thoải mái dưới ao chứ nó không thoải mái trên nước, trên đất. Anh em hiểu ý tôi muốn nói không ạ? Cho nên nếu chúng ta là người trời thì chắc chắn chúng ta chỉ thoải mái trong những môi trường thiêng liêng thôi. Còn nếu như chúng ta là gọi mình là người trời mà chúng ta không cảm thấy thoải mái trong những môi trường thiêng liêng, chúng ta chỉ thích thoải mái trong những môi trường về đất thì hãy coi chừng. Coi chừng cho mình là gà mà tưởng là vịt. Đúng không ạ? Thiệt chứ. Gà mà cứ tưởng vịt là lao xuống ao là tôi. Đi hồi là tôi thấy nó chết mất 3 con. Chó rượt xuống ao xong rồi đếm 10 con lên còn 7 con. 3 con nó bị gì chết rồi. Đúng không? Và nhiều khi chúng ta chết vì những điều đó. Chúng ta chết bởi vì chúng ta là người trời mà vẫn sống trong môi trường đất. Tôi muốn nói để cho tất cả chúng ta suy nghĩ một chút về điều đó. Vì ngày hôm nay đó, chính lối sống chúng ta hại chúng ta. Chính cái thế giới xung quanh cám dỗ để hại chúng ta. Chính cái thời cuộc đổi thay và tội lỗi gia tăng đã lừa dối và hại chúng ta. Là những người thiêng liêng, là những người rất đặc biệt của Đức Chúa Trời, nhưng mà chết như một thường dân. Rất đáng tiếc. Lẽ ra chúng ta là những người định cho vinh hiển đời đời, sống với vinh hiển đời đời, sống với những ngôi như ngôi sao mai sáng láng đến đời đời. Anh em đọc Đa-nhiên chương 12 sẽ thấy. Nhưng nếu chúng ta không cẩn thận vì lối sống và môi trường sống của mình, chúng ta sẽ hư mất. Hư mất thật sự. Cho nên rất nhiều người ngày hôm nay nghĩ rằng tôi chỉ cần được cứu như qua lửa thôi. Nhưng mà tôi nói với anh chị em á, đôi khi phải suy nghĩ cho kỹ nha.
được cứu dường như qua lửa cũng không dễ dàng đâu. Chứ đừng có nghĩ là tôi muốn sống sao sống ra ngoài qua lửa, coi chừng cho lửa nó thiêu không còn cái xương luôn. Chứ đừng nói chuyện là tồn tại một cái gì. Đó là chúng ta phải nghiêm túc nghĩ về sự cứu rỗi linh hồn. Vì khi tôi suy ngẫm về điều này, suy cho cùng, linh hồn chúng ta là quý nhất. Chúng ta phải hết sức nghiêm túc, hết sức nghiêm túc, hết sức một lần nữa nghiêm túc để chuẩn bị cho linh hồn của mình trong ngày gặp gỡ Chúa Giêsu. Còn những thứ khác á, thú thật á, tôi ít rất quan tâm. Ít quan tâm là kệ, không quan trọng. Những thứ khác không quan trọng. Điều quan trọng là trong ngày cuối cùng, anh chị em có thể dạn dĩ đứng trước mặt Chúa Giêsu. Vậy anh chị em. Vì vậy hôm nay đó, tôi sẽ chia sẻ cho anh chị em là người trời nên sống như thế nào. Và tôi hy vọng rằng những lời chia sẻ này sẽ giúp tất cả chúng ta có thể điều chỉnh lại đời sống của mình. Ai đang ở dưới nước thì lập tức lên bờ đi. Thì đừng có bơi lội quá lâu, đôi khi là chết ngộp ở dưới đó. Và thế giới này nó là như thế anh chị em. Đúng không ạ? Rồi, tôi sẽ bắt đầu một khúc kinh thánh trong Côlôse chương 3, câu 1 đến câu 4. Anh chị em có kinh thánh mở ra cùng tôi. Tôi sẽ bắt đầu từ khúc kinh thánh này. Đúng không ạ? Côlôse chương 3, từ câu 1 đến câu 4. Rồi, tôi sẽ đọc, anh chị em cùng theo dõi với tôi nha. Vậy nếu anh em được sống lại với Đấng Christ, hãy tìm các sự ở trên trời, là nơi Đấng Christ ngồi bên hữu Đức Chúa Trời. Hãy ham mến các sự ở trên trời, đừng ham mến các sự ở dưới đất. Vì anh em đã chết, sự sống mình đã giấu với Đấng Christ trong Đức Chúa Trời. Khi nào Đấng Christ là sự sống của anh em sẽ hiện ra, bây giờ anh em cũng sẽ hiện ra với Ngài trong sự vinh hiển. Anh em thấy chưa? Đây là bốn câu kinh thánh cực kỳ có giá trị để chúng ta suy ngẫm buổi sáng hôm nay cho nó hiểu thấu đáo, hiểu thật thấu đáo. Và cái điều đầu tiên mà chúng ta cùng nhau cần hiểu ở trong bốn câu kinh thánh này là trước hết chúng ta phải hiểu cái sự dưới đất là sự gì mà sự trên trời là sự gì. Đó là phải hiểu trước cái đã nè. Đôi khi mình đọc một hồi rồi cuối cùng là mình cứ đọc một hồi mình bảo là hãy tìm các sự trên trời, ham mến các sự trên trời, đừng ham mến các sự dưới đất. Thấy ồ hay quá hay quá, nhưng cuối cùng cũng không hiểu là sự dưới đất là sự gì mà sự trên trời là sự gì. Đây là chỗ mà chúng ta đôi khi không chịu suy ngẫm. Và rồi là bốn câu kinh thánh rất giá trị cho lối sống của chúng ta như thế này bị bỏ qua một cách rất là chủ quan. Phải không anh chị em? Đó, cho nên bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau phân tích một chút ha. Sự dưới đất là sự gì? Sự trên trời là sự gì? Khi chúng ta hiểu được hai điều này rồi đó, thì tôi đảm bảo rằng kể cả tôi và tất cả anh chị em ngồi đây, sau buổi hôm nay sẽ lập tức dễ dàng điều chỉnh đời sống của mình. Đúng không ạ? Điều gì mà thuộc về đất thì mình liệt kê ra và mình nói tôi không tìm nó nữa. Đúng không ạ? Không ham nó nữa. Còn điều gì mà thuộc về trời ta liệt kê ra và bắt đầu ta tìm và ta ham nó. Dễ không anh chị em? Rất là dễ. Rất là dễ thôi. Rồi. Bây giờ để hiểu những sự ở dưới đất, sự trên trời đó, chúng ta phải dùng vài câu kinh thánh khác nữa thì mới có thể hiểu được. Đôi khi ngày xưa tôi cũng rất là cuồng tín theo kiểu ngu dốt. Giống nãy tôi đọc anh chị em, ngày xưa lúc tôi còn trẻ rồi, chắc sự dưới đất đây là nhà cửa đất đai tiền bạc rồi là đủ thứ, bằng cấp rồi học vị rồi đủ thứ, thôi bây giờ mình đốt sạch bách hết đi rồi sao mà là cuộc đời là đi vô bốn bức tường luôn. Vì mình hiểu sai mà. Trong khi kinh thánh nói rất rõ ràng, mọi sự Đức Chúa Trời tạo dựng ra dưới đất này đều tốt, đều tốt cho con người chúng ta dùng. Cho nên cứ nghe chữ đất này cái là thôi xong rồi. Đây là cái chỗ mà chúng ta hiểu lầm ha. Bây giờ chúng ta hãy đọc Gia-cơ chương 3 câu 13 đến 17. Và chúng ta sẽ bắt đầu cùng nhau phân tích một chút để chúng ta hiểu nha. Gia-cơ chương 3 câu 13 đến 17 là chúng ta hiểu ha. Đây anh chị em. Anh chị em mở chưa? Mở Gia-cơ chương 3 chưa? Câu 13 đến 17 nha. Nó mất tiêu à? Thôi được rồi, mất thời gian quá. Đây, tôi có ghi đây. Thì bây giờ anh chị em sẽ xem sứ đồ Gia-cơ liệt kê những cái điều ở đây là gì. Gia-cơ đang nói về cái sự không ngon, đúng không ạ? Tức là cái sự mà mỗi một chúng ta khi sống và hành động thì luôn luôn cần. Và bây giờ ông liệt kê ra cả hai loại khôn ngon.
À, đúng không? Ông liệt kê cả hai loại. Đây, tôi đọc anh chị nghe. 1117. Từ từ chút xíu nha anh chị em. Sách của mình nó như thế nào á? 1177 rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Nó không cần thấy cầm đấy. 1117 ở đây rồi. Không cầm đây không sao, mình cứ chịu khó một chút vì cái sách này nó tôi đem cái quyển kinh thánh này nó khác quá. Trang nó khác. Rồi đây anh chị em. À, chương 3 câu 13 đến 17 đúng không? Trong anh em có người nào không ngon thông sáng chăng, hãy lấy cách ăn ở tốt của mình bày tỏ việc mình làm. Nhưng nếu anh em có sự ghen tương cay đắng và sự tranh cạnh trong lòng mình thì chớ khoe mình và nói dối nghịch cùng lẽ thật. Sự không ngon đó không phải từ trên mà xuống đâu, trái lại nó thuộc về đất, về xác thịt và về ma quỷ. Vì ở đâu có những điều ghen tương tranh cạnh ấy thì ở đó có sự lộn lạo và đủ thứ ác. Nhưng sự không ngon từ trên mà xuống thì trước hết là thanh sạch, sau lại hòa thuận, tiết độ nhu mì, đầy dẫy lòng thương xót và bông trái lành, không có sự hài lòng và sự giả hình. Amen chị em thấy không? Rõ ràng ở đây nè, bắt đầu mình sẽ có một cái sự so sánh để mình biết nè. Mình có thể lấy một tờ giấy và mình ghi ở bên, một bên là trời, một bên là đất. Bắt đầu mình liệt kê xuống. Ở bên đất mình sẽ ghi gì? Ghen tương cay đắng. Ở bên đất mình ghi tiếp gì? Tranh cạnh trong lòng. Thật đúng không anh chị em? À, ở dưới đất, bên đất mình sẽ ghi gì? Lộn lạo đủ mọi thứ ác. Còn ở bên trời mình sẽ ghi gì? Thanh sạch, hòa thuận, tiết độ, nhu mì, đầy dẫy lòng thương xót, bông trái lành, không có hài lòng, không có giả hình. Dễ hiểu chưa? Như vậy thì những sự thuộc về đất là những sự mà mình hoàn toàn có thể liệt kê. Những điều đó có thể ảnh hưởng đến cái linh hồn của mình, suy nghĩ của mình. Anh chị em có thể hiểu điều này khi chúng ta sống trong cái môi trường sống, môi trường làm việc mà trước kia mình chưa có Chúa đó, mình bước vô. Trong làm ăn, trong học tập, trong gia đình, trong những cái môi trường mà mình nghĩ rằng nó tốt. Nhưng mà thật sự anh chị em, nếu mình thành thật với nhau, thì con người thuộc về đất, họ sống trong gì ạ? Sự tranh cạnh, gian ác, lừa lọc, dối trá, gia đạp nhau để trồi lên. Có đúng anh chị em? Đó là môi trường ở dưới đất. Nhưng khi chúng ta đã trở nên tái sanh, chúng ta bước vào hội thánh và chúng ta ngạc nhiên, ôi sao trong hội thánh người nào cũng dễ thương và thành thật hết nhỉ? Dĩ nhiên là không phải 100%, cũng có chỗ này chỗ kia. Nhưng mà tôi nói trường hợp lý tưởng. Hoặc ít ra trong hội thánh, người ta bước vào người ta thấy sự sáng lạn, người ta thấy sự tử tế, người ta thấy ở đó tình yêu thương, có đúng anh em? Người ta thấy có cái sự thương xót, người ta thấy có cái sự không có giả hình, không có tay vị. Và tôi nói cái môi trường đó là môi trường thiêng liêng, môi trường thuộc về trời. Cho nên khi sứ đồ Phaolô nói chúng ta hãy tìm và ham mến các sự ở trên trời và đừng tìm và ham mến các sự dưới đất, là ý một phần nữa ông muốn nói rằng anh chị em ơi, đừng sống trong ghen tương cay đắng. Đừng sống trong sự tranh cạnh hư vinh. Đừng sống trong sự hận thù hơn thua. Đừng sống trong sự giận hờn. Đừng sống trong cái sự xét đoán khích bác. Đừng sống trong sự tham lam lừa dối. Mà hãy sống trong sự gì anh chị em? Thanh sạch, hòa thuận, tiết độ, nhu mì, đầy dẫy lòng thương và thành thật với nhau. Đừng có hai lòng giả hình, theo kiểu miệng thì nói có mà lòng thì nói không. Đấy là cái phần hồn. Còn chưa hết. Nếu chúng ta đọc tiếp một chỗ nữa trong Văn Nhất chương 2, câu 15 đến 16, chúng ta sẽ thấy sứ đồ Văn cũng liệt kê một vài thứ thuộc về đất, một vài thứ thuộc về trời ở đây. Văn Nhất chương 2, câu 15, 16. Chúng ta thấy gì ạ? Có ba thứ ở đây. Có ba thứ. Không ạ? Thứ nhất là mê tham của xác thịt, mê tham của mắt, sự kiêu ngạo của đời. Và sứ đồ Văn liệt kê rằng những sự này không từ cha mà đến, không phải từ Đức Chúa Trời, mà nó thuộc về ma quỷ, thuộc về thế gian.
Cho nên nếu như ở đời này chúng ta lại tìm kiếm mê tham xác thịt, đúng không ạ? Khẳng định mình tự tôn kiêu căng, vỗ ngực xưng tên cho mình là hơn người khác, vân vân và vân vân. Rồi chưa kể những cái vấn đề khác về cái thân xác này, như là mê ăn uống, tà dâm, ô uế, không à, thờ lạy thần tượng, rồi cúng kiến, rồi mê tín dị đoan, tất cả mọi thứ đó cũng vào gì? Mê tham xác thịt. Rồi sứ đồ văn liệt kê nè, những sự thuộc về đất cũng thuộc về mê tham của con mắt này nữa. Con mắt này luôn luôn bị kéo đến để nhìn ngắm những sự mà Đức Chúa Trời không thích. Anh em nghĩ xem, Đức Chúa Trời không thích, anh em sẽ biết Đức Chúa Trời không thích chúng ta ngắm nhìn sự hư không, ngắm nhìn sự ô uế, ngắm nhìn những sự mà gian ác. Đức Chúa Trời không muốn cặp mắt mình để vào đó, vì khi cặp mắt mình để vào đó thì lòng mình bị ô uế. Chúa muốn, anh em thấy chưa? Vì vậy nếu ở đời mà chúng ta là người trời mà chúng ta lại đi tìm và ham mến những sự này là trật rồi, lối sống của chúng ta bắt đầu đi xuống. Cho dù chúng ta được tái sanh, cho dù bản chất thật của chúng ta ngày hôm nay là thiên liêng, nhưng không phải tất cả những người thiên liêng đều có lối sống thiên liêng. Anh em hiểu ý không ạ? Sứ đồ Phao-lô khi ông viết thư cho người Cô-rinh-tô, ông nói rằng tôi không thể nói với anh em như một người thiên liêng, nhưng là một người xác thịt, là con đỏ trong đấng Christ. Bởi vì anh em, trong vòng anh em vẫn còn có sự gì? Tranh cạnh, hơn thua, chia rẽ và đủ thứ hết. Đó, anh em đọc bức thư Cô-rinh-tô nhất anh em sẽ thấy. Anh em theo phe người này, chống lại người kia. Anh em còn nói là tôi thuộc Phao-lô, tôi thuộc Phi-rơ. Rồi có người nói là tôi thuộc đấng Christ cơ. Rồi hai phe, ba phe đã đánh lộn với nhau. Và sứ đồ Phao-lô không gọi họ là người đất nha. Sứ đồ Phao-lô vẫn họ gọi họ là người thiên liêng, nhưng mà như con đỏ trong đấng Christ sống theo kiểu xác thịt. Anh em hiểu không ạ? Có nghĩa là chúng ta có thể là người tái sanh, có thể là người trời, nhưng mà nếp sống chúng ta thì hoàn toàn thuộc về đất. Chúng ta có thể là con gà thật thụ nhưng mà thấy bơi dưới ao. Nói vậy cho dễ hiểu. Dễ hiểu nhất, thấy bơi à. Bơi một hồi cái thấy sao ngóp ngóp chìm nghiệm chứ luôn, không thấy lên bờ được nữa. Đó, tôi quan sát này tự nhiên Chúa cho tôi bài học, cho nên giờ tôi chia sẻ cho anh em. Rớt ngao rồi là bơi dưới đó. Không à, đây là cái điều mà chúng ta cần nên tránh. Anh chị em ơi, tôi nói với anh chị em một điều như thế này. Trong cái bản chất mới của chúng ta đó, chúng ta không thể thành công nếu chúng ta sống khác môi trường của nó. Không thể được. Nếu anh chị em muốn thành công trong Đức Chúa Trời, anh chị em không thể sống trong môi trường đất được, vì nó khác, nó không phù hợp với bản chất của mình. Tôi chưa thấy có một con chim nào mà lại thành công ở dưới biển cả, dưới nước cả. Nó chỉ săn mồi được, nó bay, nó hót được khi nó đậu trên cành thôi. Còn mà đem thả nó xuống biển thì thôi xong rồi đấy. Không ạ? Và đôi khi chúng ta nghĩ rằng mình có Đức Chúa Trời giúp, mình có Đức Chúa Trời phù hộ, mình có quyền năng của Đức Chúa Trời, mình có đức tin nơi danh Giê-xu, chắc là mình diệt được thằng này. Và chúng ta vẫn sống, vẫn đấu tranh, vẫn cầu nguyện. Nhiều khi tôi thấy có nhiều người cầu nguyện gọi là cho đối thủ mình chết đi nữa chứ. Tôi thấy có một vài người, tôi đọc thấy một vài người vậy. Đối thủ cạnh tranh con phải chết đi, nó chết đi để con được thành công. Làm sao cái chuyện đó? Đức Chúa Trời nào ở dưới đất để chúc phước cho chúng ta cái kiểu đó anh chị em? Không có đâu. Đức Chúa Trời ở trên trời. Nếu chúng ta muốn gặp Ngài phải ở trong môi trường trời. Chúng ta ở trong môi trường đó và chúng ta được thành công trong đó, để rồi Chúa dùng chúng ta chúc phước cho thế giới này. Và đây là cái lối sống mà chúng ta cần phải thay đổi anh chị em ạ. Nó rất là cần thiết. Cho nên tóm lại đó, để giải đáp được cái câu hỏi là sự dưới đất là sự gì, sự trên trời là sự gì, thì tôi liệt kê như sau ha. Sự trên trời là sáng láng, dưới đất là tối tăm. Sự trên trời là trong sạch, dưới đất là những sự dơ bẩn. Sự trên trời là những gì lành, dưới đất là những sự thuộc về dữ. Sự trên trời là chân thật, đất là dối trá. Sự trên trời thuộc về sự cứu rỗi,
còn đất là hư mất đời đời. Sự trên trời là sự sống sung mãn, sự dưới đất là sự chết trong sự thiếu thốn, đau bệnh, nghèo đói. Anh em hiểu ý chưa không? Như vậy sau khi mình đọc bốn câu kinh thánh này và mình đã phân biệt được sự dưới đất và sự trên trời rồi, thì tôi nghĩ rằng mình dễ dàng quyết định rồi đó, phải không nhé? Rất dễ dàng tìm kiếm ham mến. Tuy nhiên, cái điều tiếp theo tôi muốn chia sẻ về bốn câu kinh thánh này là chúng ta cần phải biết rất rõ, biết một cách có ý thức, biết một cách hoàn toàn có hiểu biết sâu sắc về cái bản chất mới của chúng ta. Chứ không phải mình hời hợt chỗ này được. Tại vì sao? Nhìn bề ngoài mình không có khác, phải đúng không? Từ ngày mình tin Chúa, rõ ràng mình không mọc thêm hai cái tay với hai lỗ tai, hay là mình mọc thêm cái miệng. Về bề ngoài mình hoàn toàn như bình thường. Nhưng có một sự thật đang xảy ra trong tâm linh anh chị em, mà nó vượt ngoài cái ý thức bình thường của con người. Tức là con người chúng ta không rờ, không cảm nhận được, không biết được. Gió muốn thổi đi đâu thì thổi. Người nghe tiếng động nhưng không biết gió đến từ đâu. Người nào tái sanh cũng như vậy. Tôi đố anh chị em bây giờ ngồi kể lại ngày giờ giây phút nào anh chị em được tái sanh. Không biết. Anh em mường tượng ra trong cái giai đoạn đó thôi. Chứ còn chính xác thì chúng ta không thể hiểu được, biết được chúng ta sinh ra ngày nào. Vì vậy, chúng ta bây giờ cần phải nhìn vào bốn câu kinh thánh này và chúng ta bắt đầu liệt kê ra cái bản chất thật của mình. Khi chúng tôi dùng cái từ bản chất có nghĩa là cái sự thật, lẽ thật, cái bản chất thật nó đã có trong chúng ta chứ không phải chúng ta cần phải đạt được nữa. Anh em hiểu ý không ạ? Không phải vì tôi kiêng ăn nhiều, cầu nguyện nhiều cho nên tôi đạt được điều này. Không phải vì tôi đọc kinh thánh nhiều cho nên tôi đạt được điều này. Không. Đức Chúa Trời ban ơn cho chúng ta và khiến cho chúng ta trở thành người thiêng liêng trong tích tắc. Chứ không phải các tôn giáo khác là hơi khác chỗ này. Các tôn giáo khác dành 8-90 năm tu luyện để trở thành người thiêng liêng, mà đôi khi có trở thành được đâu. Tu đến năm 80 rồi xác thịt cái là trở về zero, tu tiếp. Không ạ? Đây là các tôn giáo. Cho nên các tôn giáo người ta cố gắng, người ta kiêng khem, người ta làm đủ thứ. Dĩ nhiên tôi nói về những cái con người thành thật, chứ không phải là tôi nói những cái con người mà nó chỉ mặc cái áo thôi. Không, có những con người thành thật. Họ cố gắng, họ rèn tập, họ tu tập, họ kiêng khem, họ làm đủ mọi thứ trên cái thân thể, trên phần hồn, trên lời nói, trên ánh mắt của họ. Ôi dữ dằn lắm, kinh khủng lắm. Ông thấy có người còn da với xương không à? Để làm gì? Mục đích họ làm gì anh chị em? Mục đích của họ là để họ trở thành người thiêng liêng, người thuộc linh. Nhưng mà tôi vâng bàn cho em nè, trong tích tắc Chúa Giêsu ban cho chúng ta trở thành người thiêng liêng bởi đức tin. Wow, khi tôi suy nghĩ về điều này, tôi rớt nước mắt tạ ơn. Tôi nói Chúa ơi, Ngài yêu chúng con quá nhiều. Ngay khi chúng con còn lò mò trên đất, sống một cuộc đời đầy xác thịt ô uế, thì Ngài đến, Ngài tìm, Ngài rửa sạch và Ngài biến con trở thành người trời của Chúa. Wow. Điều đó đủ để chúng ta tạ ơn Chúa đến cuối cuộc đời cũng chưa hết anh chị em. Không ạ? Cuộc đời chưa hết rồi. Và trong cái bốn câu kinh thánh này, nó có năm sự thật về con người chúng ta. Sự thật thứ nhất là tôi và ông bạn chị em đã chết rồi. Anh em có ngạc nhiên không? Cái con người Adam Eva của tôi và ông bạn chị em đó chết rồi. Cho nên nhiều người nghĩ là bây giờ gọi tôi, đúng không ạ? Nhiều bạn bè tôi nó gọi tôi, bây giờ ơi, đi nhậu mày ơi, đi karaoke mày ơi, tôi nói tao chết rồi. Chết bén rồi còn hát ra karaoke gì nữa, chết rồi hát gì nữa, chết rồi nhậu gì nữa, chết rồi đi làm chuyện này chuyện kia gì nữa, chết rồi. Cho nên nếu tìm con người mình để làm những việc về đất thì sao nhé? Chết rồi còn tìm gì nữa? Muốn tìm ra nghĩa địa tìm. Đúng không ạ? Đây là sự thật mà chúng ta cần phải nhìn nhận. Tôi và ông bà anh chị em là con người mà được tạo dựng bởi dòng giống Adam Eva để cho những việc làm về đất á, mà tôi vừa liệt kê hồi nãy đó, cho những sự tối tâm, ganh tị, xác thịt, cay đắng, giận hờn, rồi chết chóc, bệnh tật, đau yếu đó. Nói gì? Chết rồi. Đó, anh chị em xem nè. Đọc rồi đó nè. Vì anh em đã chết. Đôi khi mình không để ý không à, tưởng mình vẫn cứ sống. Nhưng thật sự chết rồi.
Và bởi vì sao mà mình chết? Tại sao mình chết đây? Bởi vì tôi và bạn chị em được hiệp nhất với Đấng Christ bởi đức tin. Khi Ngài chết thì tôi cũng chết. Cái này là sự thật đã diễn ra tại thập tự giá. Anh chị em có muốn hay không muốn gì thì sự thật đó nó vẫn diễn ra. Chết rồi. Đó là cái đầu tiên ha. Vậy thì khi mình đọc 4 câu kinh thánh này, mình có thể luôn luôn nhắc lại cho bản thân mình. Cảm ơn Chúa Chúa. Con người mà cha mẹ con sinh ra chết rồi Chúa. Con cảm ơn Ngài. Chết queo rau rồi, trưởng quá. Chết rồi. Bây giờ con là người khác à. Đúng không? Rồi, lẽ thật thứ hai. Tôi và ông bà anh chị em đã sống lại với Đấng Christ từ trong kẻ chết. Đúng không ạ? Rồi. Và tôi và ông bà anh chị em trở thành một con người mới hoàn toàn ở trong Chúa. Là con người thiêng liêng đấy đó. Con người trời đó. Sự thật này đã được nói ở trong 4 câu kinh thánh này. Đúng không ạ? Vì anh em đã được sống lại với Đấng Christ. Khi Chúa sống lại, tôi và ông bà anh chị em đang sống lại. Khi Chúa sống lại, Chúa tái sanh chúng ta và tôi và ông bà anh ông bạn cho em trở thành một con người mới, con người thiêng liêng, con người từ trời, con người có một cái bản chất mà bao nhiêu giáo chủ tôn giáo trên thế giới này ước mơ để có được, mà tôi và bạn cho em tự nhiên có vì Chúa ban ơn. Cái này không phải là cái điều mà chúng ta tu tập để được, chúng ta kiêng ăn để được, cầu nguyện được, mà đây là ơn của Đức Chúa Trời dành cho chúng ta. Mà cái gì thuộc về ơn thì không cần phải làm gì cả, tự nhiên nhận được. Đó là ơn. Anh chị em biết thế nào là ân điển chưa? Tôi giải thích một chút nha. Tôi nghe cái câu chuyện này rất là lý thú, cho nên tôi giải thích cho anh chị em hiểu về cái ân điển. Bởi vì cái tâm trí bình thường của chúng ta đó, chúng ta rất khó chấp nhận ân điển. Chúng ta cứ nghĩ rằng mình phải làm gì đó để Chúa ban ơn cho mình. Ôi con phải làm gì đó Chúa ơi. Hôm nay con kiêng ăn 3 ngày nè, Chúa phải trả lời cho con nha. Hôm nay con dâng hiến nè, Chúa thấy chưa? Cho nên Chúa phải nhân lên cho con nha. Mình luôn luôn có cái tư tưởng là muốn trao đổi. Mà cái tư tưởng đó nó ăn vào đời sống của mình, bởi vì mình từng sống trên đất này. Đất này là một cái thế giới sống bằng cái sự gì? Trao đổi. Anh cho tôi mới cho anh. Không à? Và nó sinh ra cái trò là buôn thần bán thánh á. Đi vô trong cái chỗ này chỗ kia để xin xỏ các thứ, rồi phải đút lót cho ông thần nọ ông thần kia để ông ban phước cho. Nhưng thật chất là có ông nào ban phước đâu. Không ạ, đó là cái tư tưởng. Nhưng mà ân điển thì nó khác. Ân điển có nghĩa là gì? Mình không làm gì hết á mà tự nhiên có được. Có một sư kia ông kể câu chuyện ân điển rất hay. Có một người con cái Chúa ngồi bán táo. Bên cạnh có một người không phải con cái Chúa ngồi bán táo. Hai ông ngồi sát nhau. Đường đi giống nhau. Rổ táo như nhau. Giá cả như nhau. Nhưng mà không biết sao khách hàng cứ đến ông tin Chúa mua thôi. Nó không khác gì cả. Mua hết đã đời rồi. Ông kia ngồi tới trưa rồi cũng không ai mua đem về. Bảo sao tôi ế thế mà sao ông bán đắt thế. Thế ông kia mới giải thích là tại tôi có Chúa Giê-xu. Đó là ân điển đó anh chị em. Ân điển có nghĩa là trong cùng môi trường, trong cùng một điều kiện, trong cùng một lợi thế, trong cùng tất cả mọi thứ, mình được mà người khác không được. Đó là ân điển, anh em hiểu ý chưa? Vậy thôi ạ. Rất dễ hiểu. Cho nên tôi và anh chị em ngồi đây và được trở nên người trời, được trở nên thiêng liêng, được trở nên chết, được trở nên sống lại, đầy dẫy những sự phước lành trong đời sống mình là vì ân điển trong Chúa Giê-xu. Chúng ta hiểu điều đó để tạ ơn Chúa. Hiểu ha? Rồi. Thứ ba, lẽ thật thứ ba chúng ta cần biết trong 4 câu kinh thánh này, đó là cái bản chất thiêng liêng của chúng ta, bản chất người trời của chúng ta được cất giữ với Đấng Christ trong Đức Chúa Trời. Hiện nay nó đang nằm ở trong kho bí mật của Chúa. Đó là lý do tại sao anh chị em ra ngoài đường không ai biết anh chị em là người trời hết. Đúng không ạ? Chứ bây giờ mà nó lộ ra hào quang rồi chía chía thôi xong. Chắc chắn là anh em không thể nào đi chợ, đi búa, đi học, đi hành được. Đúng không? Nhưng mà tương lai anh chị em sẽ hào quang Chúa, anh chị em tin điều đó không? Chắc chắn. Tương lai anh chị em sẽ đi tới đâu là ánh sáng tỉa ra tới đó. Nhưng mà bây giờ thì tạm thời giấu đi.
giấu đi trong Đức Chúa Trời. Nhưng bản chất thật là nó như thế. Bên trong linh anh chị em là ánh sáng. Tôi nhiều lần kinh nghiệm cái này rồi. Thì tôi đủ quỷ đó. Con quỷ nó nói là nhìn không được, sáng quá nhìn không được, thấy toàn lửa không, thấy toàn là ánh sáng không, là tôi biết rồi. Cái đó là trong linh giới, trong Đức Chúa Trời. Nhưng hiện tại những điều đó được cất giữ với Đấng Christ, bản chất này là thật, là vững bền, y như Đấng Christ đời đời của chúng ta vậy, không bao giờ mất đi. Anh chị em muốn khích lại điều này, anh em hãy đọc Khải Huyền hoặc đọc trong Đa-nhiên chương 12. Anh em sẽ thấy. Để làm gì mà mình cần hiểu điều này để làm gì? Để anh chị em biết quý trọng cái điều mà Chúa Giê-xu đang ban cho anh chị em. Vì nhiều khi mình không biết mình có kim cương ở bên trong. Tưởng đất không à. Nhưng thật sự bên trong anh chị em đang là kim cương vàng bạc. Thậm chí quý hơn cho kim cương vàng bạc là gì đâu. Nói vậy chứ vì không có gì để so sánh nữa cả. Vì trên đời này kim cương là quý nhất rồi. Cho nên không còn gì so sánh. Nhưng mà tôi nói trong anh chị em á, sự vinh hiển đó không có gì sánh nổi. Đang ẩn dấu. Đang ẩn dấu. Người đời người ta không thấy. Người thế gian người ta không nhìn thấy. Cho nên đôi khi á, có những bà vợ tin Chúa về bị ông chồng bắt, ông đánh cho tơi tả, máu mê đầy người vì ông chồng không thấy. Thưởng đâu là các chị tin những cái gì tào lao. Và ngược lại. Và nhiều khi ngày hôm nay chúng ta bị khổ, bị sở, bị bạo hành, bị đủ thứ vì đức tin. Bởi vì người ta không nhìn thấy sự vinh hiển chói lói của tin lành ở trong anh chị em. Bởi vì Chúa đời này làm gì? Mù lòng của họ. Không thấy. Thế nếu thấy thì tôi nghĩ rằng 7 tỷ người chạy đến tin Chúa hết trơn rồi. Đúng không ạ? Chắc chắn rồi, có cái thằng khùng nó mới chơi vàng với kim cương chứ. Cái người bình thường là làm sao mà chơi mấy thứ đó. Nhưng ngày hôm nay Satan đã che mắt người ta. Satan che mắt người ta, và khi chúng ta giảng tin lành, giảng phúc âm, giảng về những điều sự sống đời đời, giảng về những điều vinh hiển, thì người ta nói rằng chúng ta đi dụ họ. Chúng ta đang muốn moi móc cái gì của họ. Nhưng mà thật ra có gì đâu moi. Tả tơi hết trơn rồi. Đúng không ạ? Thì tôi mới thấy thương, tôi chia sẻ về Chúa cho chứ anh còn gì để moi. Tôi đôi khi tôi hay chia sẻ phúc âm cho cái người, những người như vậy đó, kiểu dạng tình trạng vậy đó, ung thư sắp chết rồi, phá sản nợ nần rồi, tan nát cuộc đời không còn gì nữa. Xong rồi nói ông này lại dụ tôi theo đạo rồi. Tôi nói thiệt nhé, nói chân thành, nói một cách trắng trợn, nói một cách rồi tay đôi nhé, ông còn gì để tôi dụ. Ông đúng không, còn gì để dụ đâu mà, chả còn gì cả, tôi dụ làm gì. Đừng nói là để giúp anh, để anh sống, anh được chữa lành, anh được bình an, anh được phước hạnh, được phục hồi, anh còn cái gì đâu. Còn mỗi đôi dép lê thôi, dụ cái gì nữa. Thế mà vẫn nghĩ là dụ. Cho nên người ta bị quỷ lừa và che mắt, không thấy được sự vinh hiển trong phúc âm mà chúng ta đang có. Tôi khẳng định lại anh chị em là trong anh chị em, ngôi sao đang sáng rực trong tâm linh anh chị em. Nếu ngày hôm nay Đức Chúa Trời mở mắt anh chị em ra, mở mắt tất cả mọi người trên thế gian ra, cả hội thánh trang ra đường, thì người ta nói chung bỏ chạy trốn hết. Sao mấy người này kinh dị quá, toàn đi thấy gọi là laser rồi chiếu khắp nơi. Đúng không em? Đó là sự thật. Đó là vinh hiển của Chúa. Giấu mà. Đúng không ạ? Giấu bên trong mà. Và cái cuộc sống này nó không chỉ giấu được với Đấng Christ trong Đức Chúa Trời. Nhưng còn một điểm đặc biệt nữa anh chị em. Không chỉ giấu đâu. Mà còn một điểm đặc biệt nữa là chính Chúa Giê-xu là sự sống của chúng ta. Chính Chúa Giê-xu, bản chất của Ngài ngự bên trong chúng ta. Và bản chất sự sống đó là bất diệt, vì chính Ngài sẽ ở cùng với chúng ta đời đời. Anh chị em thấy không ạ? Chứ không phải chúng ta là một phần tách rời khỏi Đấng Christ. Khác nhau ạ. Cái sự vinh hiển này nó khác. Ngày xưa cựu ước nó khác, tân ước bây giờ nó khác. Tân ước bây giờ Đức Chúa Trời ngự bên trong. Sự sống của Ngài ở bên trong. Tôi vọng bạn xem là đền thờ di động của Đức Chúa Trời. Ngày xưa đó, người ta phải hành hương đến Jerusalem. Đúng không ạ? Nơi đó Chúa ngự đó. Còn bây giờ á, tôi vọng bạn cho em đi đâu và Chúa theo đó. Hiểu ý không? Đó là lý do tại sao mình ở đây Chúa vẫn hiện diện. Thứ sáu này ra Thái Bình Chúa vẫn hiện diện. Vì tôi di dời cái đền thờ ra đó, đơn giản thế thôi, dễ hiểu. Và sự sống của Ngài luôn tuôn chảy khắp mọi nơi nào, mọi ngóc ngách, mọi chỗ nào chúng ta đi, thì sự sống đó luôn có thể ảnh hưởng. Nó mang theo. Vì Đấng Christ ở trong chúng ta. Đó là thứ tư. Và cuối cùng anh chị em, cuối cùng cái này mới là cái mà anh chị em cần phải ý thức để mình
mình sẵn sàng trả giá để đánh đổi những cái điều tầm thường trên đất này để đổi lấy những điều thiêng liêng này. Cái điều cuối cùng nè, khi Chúa Giêsu Christ hiện đến trong vinh quang, đúng không ạ? Chúng ta sẽ cùng Ngài hiện ra như những nhân loại mới đầy vinh hiển, vĩnh hằng, đời đời và không bao giờ suy tàn hư mất được nữa. Anh em thấy không ạ? Cho nên tôi và bạn em, khi mình ý thức được điều này thì tất cả chúng ta sẽ sống một cuộc sống như là những người chạy đua để chuẩn bị cho những điều vinh hiển tương lai. Chúng ta đang chạy đua, chúng ta đang đua, chúng ta đang làm cho nó kịp tiến độ, đúng không? Chúng ta đang mài dũa, chúng ta đang chỉnh sửa ngôi nhà, chúng ta đang làm tất cả mọi thứ cho nó kịp tiến độ. Lỡ tối nay Chúa tái lâm thì sao anh chị em? Tất cả chúng ta đây được chiếu sáng không? 100% không? Chắc chắn không? Tôi mừng điều đó chứ con thấy cũng hơi yếu mới ra. Thấy amen khúc này thôi à, khúc kia xong amen. Chắc là cái điều gì đó tối tối hay sao hả? Phải amen mạnh lên. Nếu tối nay Chúa Giêsu đến, tôi và anh em phải chiếu sáng trước mặt Ngài. Chúng ta không thể nào mà, đúng rồi, không thể nào mà sống một đời sống nó thiếu tự tin như thế được. Có người nói Chúa ơi, Ngài đến chắc con chui vô cái thùng cạc tông đó cũng được. Có người nói thế, tôi đã từng nghe có người nói, mục sư ơi, em chỉ cần ở trong thùng cạc tông thôi, chứ cũng không mơ ước biệt thự nhà lầu gì trên thiên đàng. Làm sao mình lại nghĩ như vậy được? Vì Chúa định cho chúng ta được chiếu sáng vinh hiển đời đời cơ mà. Chúng ta phải chuẩn bị mình cho phù hợp với vinh hiển tương lai chứ. Không thể nào mình sống thế đâu anh chị em. Đừng bao giờ nghĩ rằng là mình cần cái thùng cạc tông trên thiên đàng. Tôi đảm bảo trên thiên đàng không có thùng cạc tông. Muốn chui vô cũng không được. Cho nên tôi nói ngày hôm nay đó, tất cả chúng ta phải ghi nhớ câu kinh thánh này. Khi nào Đấng Christ là sự sống của anh em sẽ hiện ra, bây giờ anh em cũng sẽ phải hiện ra với Ngài trong sự vinh hiển. Đó là điều mà tôi và bạn chị em đang sống. Người trời phải nên sống như thế nào? Từng lời ăn tiếng nói, từng suy nghĩ, từng hành động, từng quyết định, hết sức cẩn trọng, hết sức tiết độ, hết sức gìn giữ. Cho nên sứ đồ Phaolô nói sao anh chị em? Tôi đãi thân thể tôi một cách nghiêm khắc để hầu cho tôi giảng cho nhiều người rồi. Nhiều người lên thiên đàng hết rồi, còn tôi thì thấy đâu dưới đất á, là khổng rồi. Phải không ạ? Chưa kể là có thể mình không giảng cho ai, nhưng mà ít nhất chúng ta phải chỉnh chu đời sống của mình. Từng lối sống, từng suy nghĩ, từng tiếng nói, từng cảm xúc, từng lý trí, từng hành động bên trong hồn linh thân thể, tất cả phải được thánh sạch không tì không vết trước mặt của Chúa Trời. Cho nên tôi nói trong rất nhiều lần trong Kinh Thánh, Đức Chúa Trời khẳng định là các con phải nên thánh vì ta là thánh. Không thể nào mà cứ nói Chúa là tình yêu thương, là tình yêu thương. Tôi đồng ý Đức Chúa Trời là tình yêu thương. Nhưng nếu chúng ta chỉ nghĩ như vậy thôi thì chúng ta lại bỏ mất thêm một vế cực kỳ quan trọng của Ngài. Ngài là đấng cực kỳ thánh khiết. Chúng ta không thể nào ở gần Ngài khi mà hồn linh chúng ta đầy dẫy những sự thuộc về đất. Anh em cứ tưởng tượng đi. Anh em ngủ chung với cái người mà nó vừa cho lợn ăn mà chưa tắm, anh em ngủ được không? Tôi đảm bảo là anh em sẽ bịt mũi bỏ chạy liền. Đừng để Đức Chúa Trời phải bịt mũi bỏ chạy khỏi chúng ta. Bởi vì sự ô uế trong linh đó, nó là hôi hám. Có một người kia chia sẻ câu chuyện khi ông được Chúa mở mắt thuộc linh. Mở mắt thuộc linh thật sự nha. Để ông biết về trận chiến thuộc linh đang bao trùm trái đất này như thế nào. Khi Chúa vừa mở mắt ông ra, thì ông nhìn thấy cả trái đất này đang bao trùm bởi một cái mùi hôi hám, hôi thối một cách không thể chịu đựng nổi. Hôi thối trong linh á. Nó hôi thối đến mức độ chỉ có quỷ nó ở dưới đây được thôi, chứ không có một con người nào mà có thể sống khỏe mạnh ở dưới đây được. Và ở trên cái tầng trời thứ hai này, trên không trung, thì Satan nó đóng như là như mình đóng tầng nhà La Phong này. Đóng hết tất cả. Và một màn tối tăm u ám bao phủ toàn bộ cư dân trên trái đất này. Và họ phải sống và hít thở một bầu không khí thuộc linh lúc nào cũng hôi thối, ô uế, dơ giấy bằng những sự tranh cạnh, tà dâm, đĩ điếm, trộm cắp, tham lam, đấu tranh, chiến tranh với nhau. Đó là những mùi ô uế trong linh đó anh chị. Và khi Đức Chúa Trời mở mắt cho ông, và Chúa cho ông biết, con có biết khi con là một người trời cầu nguyện thì điều gì xảy ra không? Và Chúa cho ông thấy khi ông cầu nguyện,
thì bắt đầu một tụ khói thuộc linh xuất hiện. Khi ông cầu nguyện càng nhiều trong danh Chúa, tụ khói đó càng bốc lên, bốc lên, bốc lên, bốc lên, và khi ông cầu nguyện nữa thì nó thành lửa và nó đốt. Nó đốt cái trần nhà này lên và nó đâm thẳng một cái trụ lên tới tận trời. Và khi ông đi chỗ nào thì cái trụ đó nó theo đó. Khi ông đi tới đâu thì sự hôi hám tối tăm nó biến mất tới đó. Và Chúa giải thích cho ông: con có biết tại sao khi con đầy dẫy Thánh Linh thì con đến gần một người, con chia sẻ lời Chúa thì họ rất dễ dàng tiếp nhận Chúa không? Họ rất dễ dàng hiểu Chúa không? Vì họ đang đứng trong sự sáng. Rất dễ hiểu về thuộc linh cho anh thấy không ạ? Cho nên nếu như chúng ta không sống một đời đầy vinh hiển ngay khi trên đất này, anh chị em ạ, mình rất ít kết quả trong vương quốc Đức Chúa Trời. Mình làm chứng người ta không thể tin Chúa được, mà chỉ có cãi lộn thôi. Làm chứng thôi là vác búa vác rìu đánh nhau. Ông có lý của ông, tôi có lý của tôi. Không ạ? Đó. Nhưng khi chúng ta đầy dẫy Thánh Linh, một con người ở trong sự sáng, sự vinh hiển, thì mắt thuộc linh họ được mở ra. Và họ biết Chúa Giê-xu là ai. Họ biết tình trạng hư mất của họ. Họ biết tình trạng khốn cùng của họ. Và họ sẵn lòng tiếp nhận Chúa Giê-xu. Anh chị em có để ý thấy một điểm rất lạ là tất cả những anh chị em chưa biết Chúa, hãy đến hội thánh nhà môn dân là xin tin nhận Chúa không? Tôi để ý thấy rất nhiều trường hợp. Không biết có ai hôm nay chưa tin Chúa ngồi đây không? Chút nữa chắc xin tin nhận Chúa. Bởi vì Chúa hiện diện ở nơi này. Và khi Chúa hiện diện ở nơi này thì linh hồn của anh chị em có một cảm xúc rất đặc biệt, có một cảm nhận rất đặc biệt. Và anh chị em biết rằng cuộc đời anh chị em chỉ có thể khá lên khi anh chị em trao nó cho Chúa Giê-xu mà thôi. Đó là cách chúng ta bước đi trong sự vinh hiển. Anh chị em nhớ ha, năm lễ thật này, tức là năm cái ý thức này, nó giúp cho chúng ta ham mến những sự ở trên trời, tìm kiếm những sự trên trời mà loại bỏ những sự ở dưới đất. Tại vì khi chúng ta không ý thức được điều này, chúng ta nghĩ mình là người bình thường, không phải người thiêng liêng. Có một số người còn khiêm nhường nói không, sẽ gọi con là một tội nhân ấy. Có một số người quá khiêm nhường đến mức độ quỳ gối gọi: ôi Chúa ơi, con là một tội nhân. Tôi nói anh chị em lời cầu nguyện đó là sai. Không đúng. Tại vì sau khi anh em được tái sanh, anh em không phải là một tội nhân. Trước khi anh em tin nhận Chúa Giê-xu, lời cầu nguyện đó là đúng. Nhưng mà sau khi anh em đã được tái sanh, đã được trở thành người thiêng liêng, thì đừng bao giờ cầu nguyện trước mặt Chúa rằng: Chúa ơi, con là một tội nhân nữa. Vì anh em là người đã được tha thứ. Chúa gọi anh em là thánh đồ yêu dấu của Ngài. Chúa gọi anh em là con trai, con gái của Ngài. Chúa gọi anh em là người được hưởng cơ nghiệp đời về sau. Sáng láng như sao mai, làm sao mà tội nhân được. Cho nên đôi khi chúng ta khiêm nhường không đúng chỗ, vì nó nằm ở cái ý thức của mình và sự nhận biết của mình. Tại sao biết không? Tại sao một số người cứ cầu nguyện lạy Chúa con là một tội nhân biết không? Bởi vì đời sống của những người đó đang tìm những sự ở dưới đất. Đang tìm những sự dưới đất. Cho nên khi đến với Chúa cáo trách, chỉa lung tung hết. Mới ghét người kia đúng không? Mới thù ông này đúng không? Mới ăn cắp chỗ nào đúng không? Thế thì không quỳ gối xuống con là tội nhân là gì? Đúng không ạ? Khi chúng ta tìm những sự dưới đất, anh chị em à, mình không thể dạng dĩ đến trước Chúa cầu nguyện được. Không thể. Tôi nhớ có một câu kinh thánh rất là hay trong Dân Nhất chương 5. Tôi đọc anh chị em nghe. Nha. Dân thứ nhất chương 5. Tôi đọc anh em từ câu 14 nha. Này là điều chúng ta dạng dĩ ở trước mặt Chúa. Nếu chúng ta theo ý muốn Ngài mà cầu xin việc gì, thì Ngài nghe chúng ta. Nếu chúng ta biết không cứ mình xin điều gì, Ngài cũng nghe chúng ta. Thì chúng ta biết mình đã nhận lãnh điều mình xin Ngài. Anh em thấy không ạ? Như vậy gì? Cái điều cần ở đây là gì? Nếu này là điều chúng ta dạng dĩ, khi chúng ta đến trước mặt Chúa mà lương tâm mình nó vẫn còn lợn cợn chỗ này chỗ kia, thì anh chị em ơi, lời cầu nguyện, lời cầu xin của mình cực kỳ yếu. Nó không có đủ cái đức tin để nhận lãnh sự trả lời từ. Chúng ta cần phải có một sự dạng dĩ. Một dạng dĩ đó có nghĩa là cái lương tâm chúng ta phải hoàn toàn trong sạch ở trước mặt Chúa.
Đức Chúa Trời còn cao hơn chúng ta nữa. Nếu như mà lương tâm mình mà nó còn cáo trách mình á, thì Đức Chúa Trời còn cáo trách chắc gấp tỷ lần cái điều đó nữa. Vì Ngài thánh hơn chúng ta, Ngài sáng hơn chúng ta. Cho nên tôi ước ao qua bài chia sẻ ngắn buổi sáng hôm nay, đó là tất cả những người trời ơi, hãy thay đổi lối sống của mình. Chính lối sống của chúng ta nó quyết định vinh hiển đời sau của chúng ta. Tại vì Kinh Thánh nói rằng mọi người sẽ phải khai trình những việc mình làm khi còn ở trong xác thịt khi trên đất này, kể cả là con cái của Chúa. Chứ không phải là thoát đâu nha anh chị em, không thoát đâu. Chúa sẽ phán xét con cái Ngài từ trong nhà của Đức Chúa Trời. Sứ đồ Phi-rơ nói rằng vả những người công bình còn khó được rỗi thì huống chi là người vô đạo ở ngoài kia. Cho nên tôi muốn dùng những câu Kinh Thánh này để nhắc nhở, để khích lệ, để động viên, cũng như để cảnh báo tất cả anh chị em mình. Tất cả chúng ta đang trên một đường đua, chuẩn bị hành trang để xứng đáng với sự vinh hiển mà Đức Chúa Trời đã định cho chúng ta. Đừng ai bị bỏ lại anh chị em nhé. Đừng ai bị bỏ rơi, đừng ai bị sờn lòng, đừng ai bị tan ngã. Tôi và bạn chị em được Đức Chúa Trời chọn cho vinh hiển đời sau, đó là ân điển. Thật ra thì mình đâu có tốt hơn ai đâu mà Chúa chọn mình, có phải không anh chị em? Mình đâu có tốt hơn ai, nhưng Chúa chọn mình bởi vì lòng thương xót ngàn đời của Ngài. Bởi vì Ngài đã thấy chúng ta trước khi mình được hình thành trong lòng mẹ của mình. Trước khi sáng thế, Ngài đã định chúng ta cho sự vinh hiển đó ở trong con một của Ngài rồi. Cho nên tôi và bạn chị em mới ngồi đây ở đây. Vì vậy, khi mình còn ở trong xác thịt trên đất này, anh chị em nhớ năm điều tôi vừa chia sẻ. Mình chết rồi, bây giờ mình sống lại con người mới rồi, được không ạ? Con người mới này có cái bản chất là từ trời. Vâng. Điều thứ ba, bản chất mới này, vinh hiển này, không nhận ra bằng mắt thường, nhưng được giấu kỹ ở trong đấng Christ, ẩn với tất cả mọi người. Nếu chúng ta không tin lời Chúa thì mình cũng không thấy luôn. Mình chỉ thấy khi mình tin lời Chúa thôi. Lời Chúa nói như vậy là mình tin vậy. Điểm thứ tư là bản chất mới này không phải như cựu ước. Bản chất mới này được kết hiệp và đấng Christ đang ngự trong anh em. Mỗi một anh em là Đức Chúa Trời ngự bên trong. Anh em đi đâu, Đức Chúa Trời đi đó. Anh em làm gì, Đức Chúa Trời làm đó. Anh em lừa dối người nào, Chúa biết luôn. Vì Chúa ở trong lòng anh em mà. Anh em phạm tội dù ở trong chính cánh cửa đóng lại, Chúa biết luôn. Vì Chúa ở trong anh em mà. Đúng không ạ? Cho nên các người bảo mình đóng lại, mình phạm tội chắc Chúa không thấy. Thấy hết. Đúng không ạ? Chúa ở trong. Và điểm cuối cùng. Điểm cuối cùng. Đó là Chúa Giê-xu chắc chắn sẽ hiện ra trở lại. Và khi Ngài hiện ra trở lại, tôi và ông bạn xem, thì chiếu sáng đầy vinh hiển, đời đời vĩnh hằng, không còn hư tàn hư mất nữa. Wow, năm điểm này. Năm điểm này nó đủ để tôi và bạn chị em có động lực để sống thánh khiết cho Đức Chúa Trời, được không chứ? Phải. Hội thánh mà không thánh khiết thì nó rất mâu thuẫn. Rất mâu thuẫn. Đã gọi là hội thánh cơ mà. Mà tại sao là không thánh khiết? Cho nên ngày xưa có một, tôi nhớ đọc cái lịch sử, có một cái phong trào của ông John Wesley đó, gọi là phong trào thánh khiết đó. Ông lúc đó còn rất trẻ, 18, 19 tuổi thôi. Và ông chuyên giảng về sự thánh khiết, ngày nào cũng nói về sự thánh khiết. Nó là con cái Chúa là phải nên thánh, không thể giống như người thế gian được. Mấy người kia bảo ông cuồng tín cũng vừa thôi. Cái gì nó cũng cân bằng. Đó, nhiều người tôi cũng nghe cái giọng điệu ngày hôm nay cũng nói vậy đó. Cuồng cũng vừa vừa nữa, cũng phải chấp nhận đời sống thực tế. Thế này, thế nọ, thế khác, thế kia. Người ta có cái lý luận của người ta. Nhưng mà tôi nói với anh chị em nè, Đức Chúa Trời không chấp nhận những lý luận đó. Đức Chúa Trời muốn anh chị em trở nên khác biệt cho Ngài. Đó là điều tôi muốn rao truyền anh chị em à. Anh chị em phải thánh khiết. Thánh trong lời nói, thánh trong lớp sống, thánh trong cách cư xử, thánh trong chốn riêng tư, thánh khi ở một mình, thánh khi ở giữa cộng đồng, thánh khi ở trong gia đình, và thánh cả ở ngoài chợ nữa. Thánh ngày Chủ nhật chưa đủ, thánh cả thứ hai đến thứ bảy luôn, được không anh chị em? Thánh mỗi ngày Chủ nhật, còn 7 ngày kia dơ quá thì không được. Đó là điều Đức Chúa Trời muốn. Và nếu chúng ta hội thánh của Chúa sống như vậy, tôi đảm bảo với anh chị em rằng anh chị em chỉ cần đến gần thôi, con quỷ nó phải hét lên, khỏi phải đuổi. Không cần đuổi, cứ đến gần thôi là nó rung lẫy bẫy,
Tôi kinh nghiệm điều đó rồi. Dĩ nhiên tôi không ý, tôi không nói rằng tôi là thánh. Tôi không nói thế. Tôi đang tìm kiếm và tiếp tục nên thánh, chứ tôi không nói tôi thánh nha. Nhưng mà tôi kinh nghiệm được rằng là khi mình sống một đời sống gần gũi Chúa Giêsu, mình đến gần những người bị uế linh, tà linh, ô uế, tự nó run rẩy bảy năm nó xuất hiện, không cần đuổi luôn. Đây là một đời sống an ninh nhất, thưa anh chị. Đời sống nên thánh là đời sống an ninh nhất. Vì sao? Vì sự tối tăm nó không đến gần anh chị em được. Đơn giản thế thôi. Còn nếu trong anh chị em xám xám chỗ này một chút, tối tối ở đây một chút, mấy con ruồi ở đầu chỗ đó, đúng không? Cóc nhái rồi nó nhảy vào chỗ xám xám đấy, nó làm cho anh em lủng lỗ, nó chui vô, đúng không? Đôi khi mình xám chỗ này, mình xám chỗ kia, mình xám chỗ nọ, và những đời sống đó không thể nào được Đức Chúa Trời xung vào trận chiến thuộc linh trong thời kỳ cuối này. Bởi vì sao? Rất nguy hiểm cho anh em. Tôi nhớ rằng lần có 10 ông đủ quỷ, 10 ông đứng xung quanh người bị ám, đứng vòng tròn nắm tay cầu nguyện. Ra đi. Quỷ nói, hồi tối mày đi ngoại tình, giờ ra cái gì? Một ông đi, lấm cơm chú ơi còn ăn năn, còn 9 ông. Đuổi thôi nữa, tối đi karaoke ôm, giờ ra cái gì? Đi, còn 8 ông. Nó chỉ một hồi, cuối cùng còn đúng ông à? Tỷ lệ 1/10. Cho nên chúng ta không thể thắng sự tối tăm khi chúng ta còn chấp nhận sự tối tăm. Không thể. Chúng ta phải là ánh sáng mới có thể thắng sự tối tăm. Amen không chị em? Phải như thế. Phải như thế anh chị em ạ. Có một cái giá phải trả tạm thời, nhưng tôi hy vọng rằng tất cả anh em mình sẵn lòng trả giá. Tôi không nói sống một đời sống thánh khiết là dễ dàng, nhưng sẽ Chúa sẽ giúp cho chúng ta có thể làm được. Có những giá phải trả, nhưng nó xứng đáng cho sự vinh hiển đời đời. Amen chứ? Xứng đáng. Khỏe mạnh, bình an, vui mừng, tự tin, người công bình, dũng mãnh như sư tử cơ mà. Nói năng con như là đâu có ngại ai bắn phá đâu. Tại vì là gì? Tại vì đâu có chỗ nào xám đâu. Đúng không ạ? Amen. Chúng ta sẵn sàng bây giờ để điều chỉnh đời sống mình chưa? Chúng ta sẵn sàng bây giờ để lột những sự thuộc về đất ra khỏi đời sống mình chưa? Thôi mời Thánh cùng đứng dậy cầu nguyện. Và nhớ anh em trên live stream hãy cầu nguyện. Dạ. Yeah. Chúng ta cùng cầu nguyện nha. Tôi tin rằng sự cầu nguyện bây giờ sẽ khiến cho anh chị em sẽ thấy được quyền năng của Chúa. Amen anh chị em. Tất cả anh chị em mình hướng lòng về Ngài. Và mình sẽ cùng nhau rà soát đời sống mình, cùng nhau kiểm tra đời sống mình, cùng nhau check lại tất cả những suy nghĩ hành động từ trong gia đình, mối quan hệ vợ chồng, con cái, xã hội, công ăn chuyện làm, suy nghĩ nơi kín, nơi công cộng của mình. Hãy xem thử có những điều gì về đất đang đeo bám đời sống anh chị em không? Có những điều gì thuộc về đất nó vẫn còn trong tâm trí, suy nghĩ, hành động anh chị em không? Có những điều gì thuộc về ganh ghét, ganh tương, tham lam, ô uế ở trong đời sống anh chị em không? Có điều gì mà anh chị em bỏ mất mà không bỏ được không? Có điều gì nó đeo bám anh chị em, mình hành hạ anh chị em khổ sở mà anh chị em không thoát ra được không? Hoặc có điều gì mình ô uế, anh em biết là ô uế mà anh chị em vẫn cứ ham thích nó không? Hôm nay mình giải quyết nó, để hội thánh của Chúa có năng lực, để đời sống anh chị em là một đời sống chiếu ra sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Tôi cũng mời toàn thể những anh chị em trên live stream hãy cầu nguyện cùng với tôi lời cầu nguyện này. Cả hội thánh cùng nhau, đây là cơ hội để cho huyết của Chúa Giêsu tẩy sạch chúng ta anh chị em. Tôi nói rằng không một ai trong chúng ta được nên thánh mà không nhờ huyết của Chúa Giêsu. Chúng ta ăn năn nhưng mà phải có huyết để tẩy rửa. Chúng ta biết cái áo mình dơ nhưng mà phải có xà phòng để rửa sạch. Thì tôi nói huyết Chúa Giêsu là chất đó. Huyết Chúa Giêsu tẩy sạch, tha thứ tội lỗi chúng ta, để cho chúng ta trở nên thánh khiết. Chúng ta không tự tu luyện trở nên thánh khiết, chúng ta không tự từ bỏ được, nhưng quyền năng Thánh Linh giúp chúng ta sống được. Nào, trong danh Chúa Giêsu, tôi công bố huyết Chúa Giêsu phủ lên hội thánh Chúa giờ này. Tôi công bố huyết của Ngài bao trùm lên chúng ta. Từ những suy nghĩ, những ích kỷ, những tội lỗi thầm kín, những sự ẩn chứa, những điều kiêu ngạo trong hồn, trong xác, trong linh, những điều gì mà Đức Chúa Trời không đẹp lòng, tôi tuyên bố ngày hôm nay phải lộ diện ra. Tất cả lộ diện. Tất cả mọi quyền lực nào, dù mày ẩn chứa sâu bên trong, dù mày đã núp bao nhiêu năm, dù mày núp từ trong tử cung, dù mày núp từ khi anh chị em ta đang còn trong lòng mẹ, hôm nay mày phải lộ diện ra. Hôm nay phải lộ diện ra. Hôm nay phải lộ diện ra.
mọi linh của sự kiêu căng, mọi linh của sự đam mê xác thịt, mọi linh của sự kiêu ngạo, mọi linh của sự tham lam, nóng giận, không tha thứ, hãy lội diện ra. Trong danh Chúa Giêsu Christ quyền năng, ta tẩy sạch tất cả con cái của Đức Chúa Trời giờ đầy bởi huyết Chúa Giêsu. Tẩy sạch, tẩy sạch, tẩy sạch. Tôi biết anh chị em biết rất rõ, và anh chị em cần phải cộng tác với Đức Thánh Linh giờ này. Chính anh chị em hãy đến trình trước ngôi của Ngài. Anh chị em hãy nói với Chúa rằng: Chúa ơi, con thật sự khao khát một đời sống gần Ngài. Con thật sự muốn tẩy sạch hồn linh con để được gần Ngài. Con muốn được rửa bằng nước trong là lời Ngài. Con muốn được tha thứ bằng huyết của Chúa Giêsu để con được gần và đầy dẫy thần thánh khiết của Ngài, để con có thể chiếu sáng trong thế giới này, để con làm muối của đất là ánh sáng của thế gian. Cả hội thánh hãy cầu nguyện nào. Cầu nguyện, cầu nguyện, cầu nguyện, cầu nguyện. Oh hallelujah. Oh hallelujah. Chúa Thánh Linh ơi, con biết rằng chúng con yếu đuối, và thậm chí cả sự an ninh cũng phải từ Ngài mà đến. Thánh Linh ơi, con cầu xin thần của Ngài đến trên hội thánh Chúa giờ này. Thần của sự an ninh đâu đó ngay đến trên hội thánh giờ này. Trong danh của Chúa Giêsu Christ quyền năng, thần của sự an ninh thống hội hãy đến trên hội thánh giờ này. Ô lạy Chúa, con cầu nguyện, hallelujah, vì cớ hội thánh của Ngài, vì cớ đời sống con và anh chị em con, vì cớ sự sáng mà Ngài đặt trên đất này. Chúa ơi, con xin Thánh Linh Ngài vận hành giờ này. Con xin Thánh Linh Ngài vận hành giờ này. Con xin Thần Đức Chúa Trời vận hành giờ này. Hallelujah. Tiếp tục đi anh chị em. Nếu Chúa Thánh Linh chỉ cho anh chị em bất cứ tội lỗi nào dù nhỏ nhất, anh chị em ơi, hãy ăn năn trước mặt Chúa. Hãy nói với Chúa tha thứ cho con. Con nhất quyết sẽ không tái phạm đó nữa. Chúa ơi, con muốn gần Ngài. Con muốn được ở trong vòng tay yêu thương của Ngài. Con muốn được ở luôn trong sự hiện diện của Ngài. Chúa hãy tha thứ cho con. Anh chị em hãy thành thật với Chúa điều đó. Tôi nói Thánh Linh của Chúa vận hành giờ này. Thánh Linh của Chúa chỉ cho anh chị em giờ này. Trong danh Giêsu quyền năng, chỉ giờ này, chỉ cho anh chị em 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 giờ này. Tôi nói cả hội thánh được thanh tẩy bởi huyết Chúa Giêsu. Cả hội thánh được thanh tẩy bởi huyết Chúa Giêsu. Những tội lỗi của sự phán xét tranh cạnh, những tội lỗi của sự kiêu căng giả hình, những tội lỗi dù nhỏ nhất phải được thanh tẩy trong danh Chúa Giêsu. Oh hallelujah, hallelujah, hallelujah. Trong danh của Chúa Giêsu quyền năng, mọi ô uế về phần thân xác, mọi linh của sự ô uế phải biểu lộ giờ đây. Tất cả những linh thuộc về tà thần, thần tượng, linh đồng, linh cốt, bối khoa, bối toán, tất cả những tà linh khiến cho thân thể họ bị ô uế, khiến cho thân thể con cái Chúa bị ô uế, khiến cho phần hồn của họ bị ô uế, trong danh Giêsu ta truyền lệnh mày biểu lộ giờ này. Trong danh Chúa Giêsu ta truyền lệnh tất cả mọi loại tà linh đó phải rời khỏi họ giờ này, 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 rời. Trong danh Chúa Giêsu quyền năng, mọi điều gì, mọi linh nào không thuộc về Đức Chúa Trời, hãy ra khỏi dân sự của Chúa giờ này. Hãy rơi khỏi phần xác họ, rơi khỏi phần hồn họ, rơi khỏi suy nghĩ họ, rơi khỏi tâm trí họ. Rời đi, rời đi, rời đi, rời đi, rời đi. Anh em tiếp tục nào, tiếp tục chiến đấu nào, tiếp tục nào, tiếp tục nào, tiếp tục nào. Tôi nói với anh em rằng Satan gắn liền với tội lỗi. Satan chính là tội lỗi. Satan chính là sự tội tâm. Toàn bộ những con quỷ đều có mục đích chung, đó là nó làm lên những sự tội lỗi trong đời sống ông bà anh chị em. Nó làm lên sự không tha thứ, sự tranh cạnh, thờ thần tượng, ác mộng, tà dâm, ô uế, ngoại tình, tất cả những thứ đó từ quỷ mà ra. Nhân danh Chúa Giêsu quyền năng, những sự thất bại, đau đớn, đói nghèo, thiếu thốn, tất cả sự vô tín, nghi ngờ, sợ hãi từ đó mà ra. Nhân danh Chúa Giêsu tôi truyền lệnh, toàn bộ những tà linh đó giờ này phải rời đi. Toàn bộ những tà linh tôi vừa kêu tên phải đây đi. Toàn bộ những tà linh đang hành động trong con cái Đức Chúa Trời phải đây đi. Toàn bộ những linh ác mộng phải rời đi. Những linh nghèo đói phải rời đi. Những linh về tâm trí phải rời đi. Những linh về thần tượng bối khoa bối tông phải rời đi. Những linh về linh đồng phải rời đi. Những tà linh về tà dâm phải rời đi. Những tà linh về mê tham của mắt, mê tham của xác thịt phải rời đi. Tôi ra lệnh trong danh Chúa Giêsu, ta trói buộc mày Satan, ta trói buộc mày Satan, ta trói buộc mày Satan, ta trói buộc mày uế linh, ta trói buộc mày, trói buộc mày, trói buộc mày, trói buộc mày. Trong danh Chúa Giêsu, ta trói buộc mày, trói buộc mày. Anh em hãy nhớ, có những tội lỗi cứ đeo bám anh chị em, và anh chị em không đủ sức để rứt ra, không đủ sức để từ chối,
Tôi nói 100% nó đến từ Satan. Hãy công bố, hãy công bố rằng hôm nay anh chị em phải thoát khỏi nó. Khi anh chị em ăn năn, Chúa tha thứ và anh chị em sẽ thoát khỏi nó. Cầu nguyện lên chị em, chiến đấu. Tôi đang nhận thấy Đức Thánh Linh cho trong lòng tôi có một sự cảm động để biết rằng có một số ông bà anh chị em đang ở đây cứ lặp đi lặp lại một cái tội lỗi mà không thể dứt điểm được, không dứt điểm ra được. Nhưng hôm nay tôi nói rằng anh chị em phải được tự do. Mọi tà linh đó phải rời đi. Tất cả tật rối bụng mày, quyền lực mày hành động tật rối bụng mày, dù đến từ tổ phụ tổ tiên, mọi sự rủa xả đó tao bẻ gãy mày trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Những người nào mà có hiện tượng này hãy cầu nguyện, hãy nói với Chúa hôm nay con sẽ là người tự do, hôm nay con sẽ dứt điểm với tội lỗi này, hôm nay con sẽ dứt điểm với nó và không bao giờ lặp lại được nữa, không bao giờ nó có quyền trên đời sống con được nữa. Có những căn bệnh cứ lặp đi lặp lại chữa mãi không khỏi. Có những ý nghĩ, có những suy nghĩ nó cứ trói buộc đầu óc anh chị em. Có những hành vi, những hành động không bao giờ rời xa anh chị em mà làm phiền lòng Chúa. Anh em hãy cầu nguyện đi. Cầu nguyện đi. Tiếp tục cầu nguyện đi anh chị em. Tiếp tục. Anh chị em hãy nhân danh Chúa Giêsu truyền lệnh. Anh em hãy nói nhân danh Chúa Giêsu, tao ra lệnh con quỷ này phải rời khỏi ta, rời khỏi người ta, rời khỏi tâm trí ta, rời khỏi bao tử ta, rời khỏi phổi ta, rời khỏi tim mạch của ta, rời khỏi giấc ngủ của ta, rời khỏi lời nói ta, suy nghĩ ta, rời đi. Anh em hãy chiến đấu nè. Ra đi. Hỡi Satan ta trói buộc mày, hỡi quyền lực tội lỗi ta trói buộc mày, hỡi quyền lực bóng đêm ta trói buộc mày. Hỡi quyền lực bóng đêm đang hành động trên con cái Đức Chúa Trời ta trói buộc mày. Hỡi sự tối tăm ta trói buộc mày. Rời đi. Mọi độc tố hãy rời đi. Anh chị em hãy cộng tác với Thánh Linh. Tôi nói rằng hội thánh của Chúa phải nên thánh. Hội thánh của Chúa không còn một bóng dáng con quỷ nào. Chúng ta phải tống cổ nó đi. Ra đi. Mọi độc tố Satan đã ở trong tâm trí, ở trong thân thể của họ, rời đi. Mọi độc tố rời đi. Mọi con quỷ ô uế rời đi. Rời. Hỡi Satan rời đi. Trong danh Chúa Giêsu quyền năng, ta trói buộc mày. Lửa phán xét của Đức Chúa Trời. Trong danh Chúa Giêsu quyền năng, mọi quyền lực Satan bị trói buộc giờ này, mọi quyền lực Satan bị bẻ gãy giờ này, mọi quyền lực rủa xả của Satan trên anh em bị bẻ gãy giờ này, quyền lực của tà dâm, quyền lực của sự gian dối, quyền lực của sự ác mộng bị bẻ gãy giờ này, bẻ gãy giờ này. Rời đi. Trong danh Giêsu quyền năng, tiếp tục lên kia. Tôi nói rằng đừng để cho một quyền lực nào còn chỗ trong đời sống của mình, không bao giờ được phép mở cửa dù một chút cho Satan để tội lỗi được thanh tẩy trong đời sống anh chị em. Tội lỗi được rửa sạch bởi huyết Chúa Giêsu. Rời đi. Trong danh Giêsu quyền năng. Trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Tôi truyền lệnh toàn bộ những tà linh đang hành động trong mắt, trong mũi, trong tâm trí của anh chị em bị cột trói giờ này. Toàn bộ những tà linh đang hành động ở trong gia đình anh chị em bị cột trói giờ này. Toàn bộ những tà linh đang hành động trên con cái của anh chị em bị bẻ gãy giờ này. Toàn bộ tà linh đang hành động trên sức khỏe anh chị em bị bẻ gãy giờ này. Rời đi. Ao. Trong danh Chúa Giêsu. Mọi con quỷ đang tấn công trong giấc ngủ anh chị em phải bị bẻ gãy giờ này. Mọi con quỷ ác mộng bị bẻ gãy giờ này. Toàn bộ những con quỷ tà thuật đang tấn công tim mạch anh chị em bị bẻ gãy giờ này. Bẻ gãy giờ này. Toàn bộ những con quỷ đang tấn công thận gan anh chị em bị bẻ gãy giờ này.
toàn bộ những con quỷ đang tấn công hệ thống hô hấp của anh chị em bị bẻ gãy giờ này, toàn bộ những con quỷ đang tấn công thần kinh suy nghĩ của anh chị em bị bẻ gãy giờ này, toàn bộ những con quỷ đang tấn công công ăn chuyện làm của anh chị em bị bẻ gãy giờ này, bẻ gãy giờ này, bẻ gãy giờ này, bẻ gãy giờ này, hãy rời đi, rời, 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 rời. Oh hallelujah, tiếp tục chiến đấu anh chị em, tiếp tục, 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 tiếp tục. Cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài. Oh hallelujah, cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài. Anh em hãy biết rằng ma quỷ là nguyên nhân của tội lỗi, nó cám dỗ chúng ta để con cái của Chúa nộp mình cho xác thịt, nộp mình cho thế gian, nó cám dỗ. Cho nên chúng ta phải biết cách chống trả lại nó. Kinh Thánh nói rất rõ ràng, hãy thuận phục với Chúa Trời, chống trả ma quỷ thì nó sẽ lìa xa khỏi anh em. Đây là cuộc chiến đích thực, cuộc chiến đích thực. Chúa Giêsu chết trên thập tự giá cũng để cho chúng ta được sạch tội, và Ngài cũng có một cuộc chiến đích thực trong vườn Gethsemane, tại trong hoang mạc đồng vắng, cũng là ma quỷ thôi, nó cám dỗ. Cho nên một lần nữa tôi nói với tất cả anh chị em rằng, tôi tin xác quyết trong lòng rằng Đức Thánh Linh biết rất rõ và chỉ cho anh chị em nguyên nhân của sự yếu đuối của anh chị em mình, biết rõ hết rồi. Có điều là mình có tin rằng Chúa có thể giúp mình để mình được mạnh lên hay không? Anh em hãy tin đi, Chúa tha thứ cho chúng ta, rồi Chúa khôi phục chúng ta, với một điều kiện anh chị em hãy đầu phục cuộc đời mình cho Chúa Giêsu, đừng tiếp tục sống như cũ nữa. Amen chứ? Nào, mọi người hãy tiếp tục đây, tôi sẽ đi lại và Chúa sẽ cảm động tôi để giúp đỡ một số anh chị em ở đây. Chúng ta hãy cùng cầu nguyện Chúa nhẹ nhàng. Dạ, Chúa ơi, xin Chúa thương xót, bởi vì con tin rằng chỉ có Thánh Linh của Ngài mới giúp đỡ con cái của Ngài và hội thánh của Ngài sẽ được tự do. Lạy Chúa, con cầu nguyện để đời sống của anh chị em con được chạm đến thiên đàng. Chúa, con cầu nguyện để mỗi một anh chị em con đang có mặt ở nơi này chiếu sáng sự vinh hiển mà Ngài đã định cho anh chị em con, không một điều gì ngăn trở họ. Chúa, con cầu nguyện giờ này tất cả chúng ta hướng lòng về Ngài, hướng lòng về Ngài, hướng lòng về Ngài, hướng lòng về Ngài, hướng lòng về Ngài. Oh hallelujah, hướng lòng về Ngài, hướng lòng về Ngài. Cảm ơn Ngài Chúa, cảm ơn Ngài. Quý thính giả xem, nhớ bấm đăng ký kênh và nhấn rung chuông để không bỏ lỡ video mới nhất ra hàng ngày. Xin cảm ơn.